Kết thúc lượt trận đầu tiên vòng chung kết Futsal châu Á, 4 đội bóng tại bảng B chia hai nửa đối ngược. Nếu như Uzbekistan và Tajikistan đều đang hướng tới việc cạnh tranh cho vị trí nhất bảng, thì cả Turkmenistan và Bahrain sẽ phải chiến đấu để nuôi hy vọng đi tiếp. Các đội bóng sẽ thay đổi như thế nào sau lượt trận tiếp theo? Kính mời quý vị đón xem bảng B vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Đội tuyển Turkmenistan, đội tuyển Bahrain 15 giờ ngày 29 tháng 9. Đội tuyển Tajikistan, đội tuyển Uzbekistan 18 giờ ngày 29 tháng 9 trực tiếp trên VTV6.